Xin chào các bạn. Hôm nay Long đi bắt rít nha các bạn. Đi bắt rít đêm, đi sôi rít, này là người ta gọi là đi sôi rít bò đây. Hôm nay đặc biệt là Long đi cùng với bà xã của Long. Xin chào. Đây là bà xã Long đây. Rồi em bỏ rít vô cho mọi người xem rồi. Đây các bạn, đây là rít nó đi ăn, là tối nó đi ăn, nó bò ra cái này đây, mình rọi đèn cái đó mình gấp nó. Rất ở đây to ghê các bạn. Rít nó to như thế này đây. Đây nè, đây con em ơi. Đây một em rít đang ra nằm phơi xương. Đây các bạn. Rít tối đi ăn là ra, nó ăn xong là nó đây đã chạy. Đây em chạy. Đó, tối ra nằm đi ăn, là ăn xong là mệt, là nằm nghỉ mệt, ngủ tí xong là ngủ tí bị bắt luôn. Đâu đâu ý, con nãy nó thấy không rõ. Đây các bạn, đó rất tối nó đi ăn là ra lá nó nằm như vậy đó. Đó rất tối nó đi ăn là nó ra lá nó nằm như vậy rồi. Nó cứ sau một thời gian tháng nắng nhiều ngày, là đến khi mưa là nó rất nó khát nước rồi, nó nóng nực, nó phải nó đi ăn xong là tối nó ra nó nằm như vậy. Nó nằm được một thời gian vài tháng là dần dần là nó quen nước, là sẽ không còn ra nữa. Không có nữa em. Giờ chuẩn bị mưa tới rồi. Giờ mà trời ổng mưa ào ào xuống là rít nó trốn hết. Em đây nè em ơi. Đây. Đây các bạn. Đây, tối nó ra đi ăn, nó nằm đây. Nó ra nó ăn no nê rồi, nó nằm say sưa như thế này đây. Chị cha ơi, anh ăn dữ thiệt. Anh tìm được con mồi gì mà. Từ từ em. Nè, nó đang tìm được mồi, vẫn đang ăn nè. Rồi. Đó. Nó đang ăn luôn à. Hèn chơi anh tìm được mồi đó, anh ăn đã là nằm say sưa vậy là phải thôi. Rồi. Bự ghê chưa? Đúng là mấy đất ở đây bự ghê ha. Trời ơi. Chạy lên. Nằm im chạy lên này. Trời ghê. Hung dữ. Đèn sáng không em? Chá mất không? Chá mất. Ồ, vậy nãy giờ là em bắt được 2 con, anh mới thấy được 1 con. Em đi sang luồng bên kia nữa, luồng này rồi. Anh đi chưa? Đúng. Ê là rồi em sang luồng bên kia tiếp đi. Nào có anh kêu qua bắt.
đi sôi rít này là ở quê mình kêu đi bắt này là đi sôi rít này kêu là đi bắt rít bò nghe các bạn. Tại vì bắt rít thì có nhiều cách bắt. Chẳng hạn như mình đi cào lá mình bắt, rồi mình đi đào hang mình bắt, rồi đi sôi này cũng có hai kiểu. Như tháng đây nè các bạn, ý như tháng mưa nhiều. Đây, đó, nó ra ăn xong nó nằm nó nghỉ ngơi, nó thở nó nghỉ mệt đó các bạn. Nó ra đây ăn nó nằm nó nghỉ ngơi đi. Rồi. Em kiều cho nó chạy thử đây. Đó đó các bạn thấy không? Đó ra nó ăn xong nó nằm vậy thôi. Bắt đi. Như tháng này là mình đi sôi rít như thế này là gọi là sôi rít bò. Đến một thời điểm mưa nhiều là cũng đi sôi rít mà đến khi đó con rít nó không có bò dưới đất này nữa nghe các bạn, mà nó leo lên cây. Thời điểm đó mình lại gọi là đi sôi cây. Thời điểm đó nó leo lên cây cao su này, y vậy nè. Nó nằm theo những cái tô cao su nấp mưa. Thời điểm đó là nó lên cây nó nằm. Còn bây giờ thì nó nằm dưới đất. Hôm nay hy vọng sẽ sôi được một ngày trúng, được nhiều. Ngày hôm qua là sớm mình ai đi bắt cũng được 2-3 kg. Đây hai vợ chồng đi bắt được có 50 con. Buồn hết biết. Đây em ơi. Em. Đây. Một anh đại tướng tốc hành lên chạy trốn mất. Đang chạy trốn. Đang chạy. Ê đó, chậm. Chậm một tí nữa là hắn lại chung bồ lá rồi. Đây. Hôm nay tại trời gió quá các bạn. Trời gió quá con rít nó ra nó đi ăn là nó không có nằm nhiều. Nó bò. Chứ nếu là lúc bình thường là bình thường trời không gió là rít nó ra đi ăn là nó nằm không giữ mà chung vô còn chạy ra nữa. Đấy nằm im ấy. Lúc trời mà không có gió hung là rít nó ra nó sẽ nằm nó thở. Còn trời gió quá là cứ ánh mát lạnh là nó chạy không có nằm. Ok, cái hàng này em rọi rồi phải không? Chưa rọi hả? Vậy em lên hàng này đem sôi ba rọi ba hàng luôn đi, em lên hàng trên nha. Em đi hàng này em rọi luôn hai hàng hai bên luôn. Nằm hả chạy em? Đây nữa các bạn. Đi mà trúng cốc có là bắt nhanh lắm. Trúng có là một tí thôi là mình bắt được cái chục con. Đó, đây. Đây các bạn thấy là tối ảnh ra là ảnh nằm, ảnh phơi mình đây. Nằm nghỉ ngơi. Nằm im ru. Chắc nó ra đi ăn là nó ngủ quên em ơi. Chạy. Đâu chắc là cái ra đi ăn rồi xong ăn no quá nằm ngủ xí bị bắt mất rồi. Thường thì hôm trước càng mưa to là hôm sau là rít nó sẽ đi ăn như thế này nha các bạn. Nhưng có khi thì cũng không đi ăn cũng không chừng. Nhưng thông thường là rít nó sẽ đi ăn vào ngày hôm sau trời mưa. Ngày hôm trước mưa to là hôm sau trời nắng là rít nó sẽ đi ăn nhiều. Nhưng hôm nay là tại vì trời đặc biệt là ổng gầm chuyển quá, ổng đang chuẩn bị mưa nữa.
gió nhiều quá nên rít nó đi ăn số cũng ít, chứ nếu không là ngày hôm nay nó đi ăn rất là nhiều. Rồi chị, rồi lúc nãy giờ ổng gầm đùng đùng, không biết là ổng sẽ mưa lúc nào đây. Em ơi, con em ơi, đây các bạn ơi. Đó, có đang bò bò chứ không có chạy. Đây này. Nhanh lên, chung lá. Nấp cái mày, thiệt bự luôn. Rồi đó. Các bạn thấy, lô này cũng rất to ghê. Nó quào nữa chứ. Rất to ghê. Không, đây đừng về rồi. Nghe bóng leo này chá luôn, không thấy đường. Hết hàng rồi. Ủa hàng này anh đi rồi phải không? À. Đây con này em ơi. Em rọi khúc em có không? Sẵn rọi luôn khúc em đi. Em rọi luôn khúc em mà ra đây khổ quanh lại. Em ơi, em sôi sót một rít nè em ơi. Đây nè, nó nằm chà vá đây nè. Ôi, bà xã tôi bắt rít như là chết rồi. Con rít nó to thế này, nó nằm nó ngủ đây, bà xã tôi không hay. Dạ là nó phất cái lá à, rồi bên kia, rồi qua bên đây. Ừ, đúng rồi, phất cái lá ha. Phất cái lá. Cho nó phất cái lá, lá là nằm đứng lên nè. Mày nấp cái mày. Đứng đứng đi. Rồi. Đây em đứng bên này là cái đèn nó rọi cho người á, nó dạ không cái đường, còn đứng ra là thấy rõ. Nấp khúc cái lá rồi. Nhìn lên là nấp rồi tặng. Ok, trốn ha. À, đây. Đây, trốn, từ để anh kiểm tra cái em này coi nó có mạnh khỏe không. Dạ, hãy kiếm cho anh cái nhánh cây em. Đây các bạn. Vì sao ngắn ngắn chứ vậy, cái nhánh cây dài dài thôi, nó cắn nữa. Đây các bạn coi này. Chạy. Đâu gửi đâu. Trời, cái dẫn chơi dí chân á. Đừng có dở chân lên, dở chân lên chạy mất giờ. Ờ, để giảm trúng rồi, giờ chân lên nữa. Tí nữa đã làm sảy thêm một con rết. Tí nữa bắt không có lại sảy nữa. Nãy giờ đi một vòng thiệt lâu mới gặp được anh. Tí nữa là làm sảy luôn. Em con này bự ha. Ở đây. À. Bằng đêm quay thành nè, thành ra con có được rõ ra lắm. Tính ra đêm hôm nay mình đi bắt là phát quá phát luôn. Còn người ta đi bắt trúng giờ này người ta ký mấy, 2 kg? 52 con. Nhiều? 52 con. Ồ, tính em nhiều ghê chứ. Năm mươi hai thì có khi là nết trong em rồi. Thank you.
45. 45 với em nhiêu? 52. 52 là 90 97 con. 97 con. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Lúc khác Long sẽ gửi đến các bạn những video về săn bắt những lời côn trùng khác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt các bạn.